bạn nha. Hôm nay mình cùng xem một cái tác phẩm của Tín Hưng làm ra các bạn. Thì đây là một cái giỏ chiều ngang là 2m2, được đặt con máy Isuzu 93, đặt máy lường các bạn. Hôm nay thì mình cùng xem nó chạy như thế nào các bạn. Đây, sẽ để xuống đây mình quay cái máy, quay chi tiết cho các bạn xem. Đây, mình đang đi xuống dưới cái giỏ đây các bạn. Giỏ này là bề ngang là 2m2 các bạn, chiều dài là 8m1. Được đặt con máy là Isuzu 93, chục bô. Bô đây thì đủ hết trơn các bạn. Để xíu nữa thử máy thì mình sẽ quay test cho các bạn xem. Isuzu 93 Isuzu Isuzu nữa các bạn. Máy này là máy 4 máy các bạn, 93 4 máy. Lái bu lăng các bạn, mà này cái vỏ này lái bu lăng mà chưa có lắp cái bu lăng, mới có ấy thôi. Đây hộp số, hộp số là hai tua rưỡi. Đây đang châm nước thêm các bạn, châm nước vô bình nước máy. Cái này, cái chân máy này ta làm bằng sắt rồi ta lắp keo dưới đây luôn hay ta? Mình thấy nó chắc chắn quá ha, lắp keo luôn, bằng sắt rồi lắp keo luôn các bạn. Nhìn cái chân máy này nhìn thấy rất là chắc chắn luôn. Đây, đang truyền bình xuống các bạn. Bình xuống để test máy. Cái nghe còn bán đâu không? Treo bình dầu vô luôn. Lên nè, bơm dầu lên. Lên xả bét. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dễ thấy hơn hả bạn. Mình xin nhắc lại là chiều dài là 8m1 và chiều ngang là 2m2 các bạn. Được đặt máy Isuzu 930V. À, quá dữ cái máy nè. Quá dữ. Anh em nào có nhu cầu đặt vỏ máy như thế này thì liên lạc qua số điện thoại của mình sẽ để lại trên tiêu đề nha các bạn. Vỏ này thì được đem về Bến Tre. Vỏ này chạy là cỡ 50-60 cây số một giờ á. Lắm là chạy. Bề ngang là 2m2, dài 8m1, được đặt máy Isuzu 930V. Lái vô lăng. Máy này chạy không ra miếng khói luôn. Quá chạy. À, đảo lại luôn. Đảo như là đảo xe. Quá kinh khủng rồi, quá tốc độ. Bây giờ thì mình đã đi xuống vỏ các bạn. Hai đứa nổ các bạn.
thôi ba ơi. Dừng lên cái là té ngửa liền á. Chạy giọt dữ. Má chạy không cần miếng gói luôn ha. Quá mạnh.